Chào các em, chúng ta bắt đầu làm quen với hóa học qua bài học đầu tiên, mở đầu môn hóa học. Các em chú ý, biểu tượng giấy viết dùng để nhắc nhở đây là nội dung ghi bài. Hóa học là gì? Hóa học có quan trọng không? Làm thế nào để học tốt môn hóa học? Là những vấn đề sẽ được tìm hiểu ở bài học hôm nay. Ngày xa xưa, nếu vô tình gặp phải ngọn lửa lập lòe lơ lửng như thế này, người ta sẽ vô cùng sợ hãi và gọi đó là ma rơi. Điều đó có đúng hay không? Khi chưa có kiến thức khoa học để giải thích, thì người ta dễ dàng bị tâm linh dẫn dắt. Nhưng ngày nay, với kiến thức hóa học, chúng ta đã có thể giải thích được hiện tượng này. Khoa học đã thay thế cho tâm linh. Vậy, hóa học là khoa học. Nghiên cứu về vấn đề gì? Chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời thông qua tiến hành thí nghiệm và quan sát hiện tượng. Để tiến hành thí nghiệm, ta cần những hóa chất sau: dung dịch sodium hydroxide, dung dịch copper sulfate, dung dịch hydrochloric acid và vài cây đinh sắt. Khi tiến hành thí nghiệm, chúng ta chú ý quan sát trạng thái và màu sắc của các chất trước và sau. Thí nghiệm thứ nhất, cho dung dịch sodium hydroxide vào ống nghiệm chứa dung dịch copper sulfate. Chúng ta thấy dung dịch hóa đục vì xuất hiện chất mới không tan màu xanh. Như vậy, qua hiện tượng quan sát được, chúng ta thấy có sự biến đổi của các chất. Thí nghiệm thứ hai, giữa dung dịch hydrochloric acid và ống nghiệm chứa đinh sắt. Chúng ta thấy hiện tượng sủi bọt vì có chất khí mới được tạo thành. Ở hiện tượng có sự thay những chất trên có tính chất gì, sự biến đổi chất đã xảy ra như thế nào, đó là những vấn đề được nghiên cứu bởi bộ môn hóa học. Vậy các em có biết hóa học là gì chưa? Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng. Đây là nội dung các em cần ghi nhận lại. Hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? Vấn đề này sẽ được tìm hiểu thông qua 3 câu hỏi sau. Các em hãy lần lượt đi tìm câu trả lời cho từng vấn đề. Ở câu hỏi thứ nhất, dễ dàng nhận ra được sắt có thể dùng làm cửa sắt, tủ sắt, cánh quạt sắt, cuốc xẻng và nhiều vật dụng khác. Còn nhôm được dùng để làm nồi, son, chảo, kệ treo tường, giá treo quần áo.
đồng, làm lỗi dây dẫn điện, lưu đồng hay các loại khóa tay cầm, ổ khóa. Chất dẻo, bao gồm bàn, ghế, kệ, thùng, thao, chõ, chai lọ, ống nước. Còn trong sản xuất nông nghiệp, có các sản phẩm hóa học như thức ăn trong chăn nuôi, phân bón hóa học, thuốc trừ sâu. Trong thủ công nghiệp, có thuốc diệt mối, phẩm nhuộm, dầu bóng, v.v. Sản phẩm hóa học phục vụ trong học tập như bút, viết, giấy, gom, màu, v.v. Còn trong bảo vệ sức khỏe gia đình thì có thuốc chữa bệnh, các loại vitamin, vaccine, v.v. Như vậy, nhiều vật dụng trong gia đình, nhiều đồ dùng học tập của các em đều là những sản phẩm hóa học. Phân bón hóa học giúp bảo quản thực phẩm và nông sản, thuốc bảo vệ thực vật để giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Các nhà hóa học đã chế tạo được các chất hóa học, các loại thuốc chữa bệnh, các loại vaccine bảo vệ sức khỏe con người. Nhờ có hóa học mà con người tạo nên được các chất có những tính chất theo ý muốn, mà từ đó người ta sản xuất được thực phẩm, quần áo, giày dép, phương tiện vận tải, thiết bị thông tin liên lạc. Từ những ví dụ trên, các em thấy hóa học có quan trọng hay không? Câu trả lời là hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Các em ghi nhận lại ý này. Tuy nhiên, việc sản xuất và sử dụng hóa chất có thể gây ô nhiễm môi trường nếu không làm theo đúng quy trình. Do đó, các em cần phải hiểu biết về hóa học. Nhưng, làm thế nào để học tốt môn hóa học? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Khi học tập môn hóa học, các em cần chú ý thực hiện các hoạt động sau. Tự thu thập, tìm kiếm kiến thức. Có thể từ việc làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng trong tự nhiên, trong đời sống hoặc từ tư liệu được cung cấp. Thứ hai, xử lý thông tin, tự rút ra kết luận, nhận xét. Thứ ba, vận dụng để trả lời câu hỏi, bài tập hoặc giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Cuối cùng là ghi nhớ, học những nội dung quan trọng. Ví dụ, từ quan sát, chúng ta biết cửa sắt bị rỉ khi để lâu ngày ngoài không khí, mà trong không khí có oxygen, hơi nước. Từ đó chúng ta có thể nhận xét, sắt khi tiếp xúc với oxygen, hơi nước trong không khí thì sẽ bị biến đổi. Vậy làm thế nào để bảo vệ sắt? Chúng ta sẽ phủ một lớp sơn lên cửa sắt để cách ly sắt với không khí. Từ quá trình trên, chúng ta ghi nhớ được kim loại có thể bị ăn mòn bởi các chất trong môi trường. Để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn, thì chúng ta có thể cách ly kim loại với các chất ăn mòn trong môi trường. Để học tốt môn hóa học, cần phải biết làm thí nghiệm hóa học, biết quan sát hiện tượng trong thí nghiệm, có hứng thú say mê, chủ động, chú ý, rèn luyện phương pháp tư duy, óc suy luận sáng tạo. Cũng phải nhớ, nhưng nhớ một cách chọn lọc, thông minh. Phải đọc thêm sách, rèn luyện lòng ham thích đọc sách và cách đọc sách. Vậy chúng ta cùng hoàn thành phần bài ghi. Hướng dẫn tự học, xem lại bài, nắm được các nội dung. Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và ứng dụng của chúng. Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Các phương pháp học tập bộ môn và phải biết làm thế nào để học tốt môn hóa học. Chào các em, chúc các em học tốt.